Kinh hoàng, cả nhà mắc ung thư vì ăn bún theo cách này cực kỳ nguy hiểm, càng ăn tuổi thọ càng giảm mà ai cũng cần phải biết. Trong những ngày hè oi ả, nóng bức hay mùa đông lạnh giá, nhiều người đều muốn xì sụp ăn một bát bún với nước dùng thanh ngọt và đưa miệng. Có rất nhiều loại bún đa dạng, từ bún ngan, bún ốc, bún chả hay là bún riêu cua. Loại nào cũng thơm lừng và đậm đà hương vị. Các món bún phở cũng là thực phẩm rất ngon lành và giàu dinh dưỡng cho bữa sáng. Tuy nhiên, bà con cần biết rằng các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo có 3 kiểu ăn bún phở cực kỳ nguy hiểm, gây ung thư cực mạnh mà nhiều người Việt vẫn đang phạm phải mà không hề hay biết. Kiểu ăn bún đầu tiên là tiêu thụ các loại bún quá trắng, bún dai và giòn. Bún là thực phẩm phổ biến và được bày bán khắp các khu chợ. Người ăn bún không thể biết rằng nhà sản xuất liệu có dùng phụ gia nào để sản xuất bún hay là không. Tuy nhiên thì Phó Giáo sư Trần Hồng Côn, Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội cho biết, trong bún có chứa một số chất huỳnh quang được gọi là tinopel. Chất này thường được cơ sở sản xuất thêm vào để sợi bún được trong, dai và ngon hơn. Tinopel được dùng chủ yếu trong công nghiệp sản xuất giấy, vải, sợi, mực in, mỹ phẩm. Chất này vô cùng nguy hiểm và có thể gây suy gan, suy thận và lâu dần sẽ dẫn đến ung thư, nhưng nhiều cơ sở vẫn bất chấp sự nguy hiểm này để kiếm lời. Ngoài huỳnh quang, hàn the cũng là chất cấm được gian thương sử dụng để làm bún. Nếu sử dụng hàn the lâu ngày, có thể gây ngộ độc tiêu hóa như nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, gây hại cho thận. Ngoài chứa nhiều hóa chất, rất nhiều người hiện nay đã không dám ăn bún bởi vì họ coi món bún là thực phẩm bẩn. Theo cách làm bún truyền thống thì người ta sẽ phải ngâm gạo từ 48 đến 72 giờ. Sau đó thì đem gạo đi xay sẽ được một hỗn hợp bột và nước. Sau khi tách nước, hỗn hợp bột còn lại sẽ được cho vào một máy ép và kéo sợi. Và sau đó thì cho vào một nồi nước nóng đun sôi để bún có thể dai và không bị nhão. Tuy nhiên thì hiện nay công nghệ máy móc hiện đại, người dân thường chỉ ngâm gạo trong vòng vài tiếng rồi đem xay, sau đó thì tách lấy nước, cho thêm bột năng, bột lọc để tạo ra sợi bún nhìn sáng hơn, dai hơn và giòn hơn. Thậm chí nhiều cơ sở thay vì dùng bột gạo hoàn toàn còn pha thêm bột mì, bột lọc với giá thành rẻ hơn gạo. Ngoài ra thì sẽ dùng hóa chất để tăng độ hấp dẫn cho bún. Điều này càng khiến bún là thực phẩm đáng sợ đối với sức khỏe của con người. Bằng mắt thường thì bà con có thể dễ dàng nhận biết đâu là bún sạch, đâu là bún bẩn. Theo bác sĩ Thúy Hà, những sợi bún sạch sẽ hơi nát, có màu trắng đục như màu hạt cơm hoặc là tối màu và dễ đứt gãy. Ngoài ra thì khi bà con chạm tay vào sẽ có cảm giác hơi dính và nhuyễn. Đặc biệt là mùi của bún sạch mang vị chua hoàn toàn tự nhiên của gạo ngâm, không quá nặng mùi và khi ăn sẽ nồng lên một hương vị của bột gạo. Bún sạch khi để trong thời gian dài hoặc để qua ngày sẽ gây chua và ôi thiu. Ngược lại thì nếu bún chứa hàn the, hóa chất độc hại sẽ có màu trắng trong, sáng và sợi bún móng mẩy, dai, khó đứt gãy. Khi chạm vào thì không có cảm giác nhuyễn, dính của bột gạo. Nhai bún nhiễm hóa chất trong miệng không hề kích thích tuyến bọt tiết ra mùi vị. Khi đưa ra ánh sáng mặt trời thì sợi bún sẽ thường trắng, óng ánh. Thậm chí bún để cả ngày với nhiệt độ cao thì vẫn không hề có mùi chua hay là bị thiêu. Những sợi bún đó sẽ chuyển sang màu xanh và khô cứng. Thứ hai là ăn bún quá nóng. Những bát bún khi phục vụ tại bàn đều nóng sốt, vừa thổi vừa ăn. Nhiều người rất thích cảm giác xì sụp bát bún nóng hổi để có cảm giác ấm bụng. Tuy nhiên thì việc tiêu thụ thực phẩm quá nóng đã được WHO liệt kê là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh ung thư. WHO phân loại thực phẩm quá nóng cao hơn khoảng 56 độ C, chúng có thể làm tăng nguy cơ ung thư ở khoang miệng, hầu họng và thực quản. Lý do là bởi nhiệt độ cao sẽ làm tổn thương thực quản và khoang miệng, lâu dần sẽ tăng sinh các tế bào gây ung thư. Để bảo vệ cho sức khỏe, các gia đình nên chờ cho bún nguội bớt trong khoảng 50 độ C rồi mới ăn. Có thể chia bát bún ra nhiều bát nhỏ để ăn bún dễ nguội nhanh hơn. Thứ ba là ăn bún vội vàng, nuốt ngay mà chẳng cần nhai. Bún và phở là những thực phẩm nhiều nước, vì vậy sẽ khiến người ăn có xu hướng nhai nhanh, nuốt vội. Thói quen ăn bún phở quá nhanh, nhai không kỹ sẽ khiến thức ăn khó mà tiêu hóa hết ở trong khoang miệng, trực tiếp chuyển đến dạ dày khi vẫn đang ở dạng thô để tiêu hóa tiếp. Điều này sẽ trực tiếp làm cho niêm mạc dạ dày tăng gánh nặng và thời gian làm việc của dạ dày. Vào năm 2017, Phòng Khám Tiêu Hóa Nhi của Bệnh viện Nhi Trung ương đã từng tiếp nhận mỗi ngày khoảng 70 đến 80 trường hợp đến khám làm nội soi về tiêu hóa.
Các bác sĩ ngạc nhiên khi phát hiện thấy sợi bún phở vẫn còn nguyên trong đường tiêu hóa của trẻ nhỏ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà, trưởng khoa tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nhiều trường hợp đã bị viêm loét dạ dày vì lạm dụng bún, đồng thời nhai bún không kỹ. Bởi vì bún hay là phở là những loại thực phẩm chứa ít protein nhưng lại chứa một nguồn cung cấp tinh bột dồi dào. Tuy nhiên thì phụ nữ sau sinh cũng không nên ăn quá nhiều bún bởi vì đây là thực phẩm được làm từ gạo ngâm chua, có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của người mẹ do sau sinh sức khỏe còn rất yếu. Bên cạnh đó thì một số ít các cơ sở sản xuất bún có thể đã sử dụng các chất làm trắng hay là hàn the. Phụ nữ sau sinh nếu chẳng may ăn phải loại bún kém chất lượng như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con. Trẻ dưới 1 tuổi thì bà con cũng không nên cho trẻ sử dụng bún bởi vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ. Sai lầm thứ tư là uống quá nhiều nước dùng trong bún và phở. Bún hay là phở là một trong những loại thực phẩm chứa lượng muối rất cao. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Bạch Mai, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế cho biết, một bát phở bò chín chứa khoảng 3,8 gram muối, trong bát phở tái là 3,34 gram. Trong khi đó, thì lượng muối khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ là 5 gram muối trên một ngày. Ăn mặn thường xuyên sẽ làm viêm loét dạ dày, tá tràng, suy thận, tăng huyết áp và dẫn đến các bệnh tim mạch, đột quỵ. Do đó, để hạn chế việc nạp quá nhiều muối vào người, khi ăn các món bún nước, bà con chỉ nên ăn phần cái và ít hoặc là bỏ lại phần nước. Chuyên gia dinh dưỡng cũng cho hay, nhiều người khi thấy nước phở mặn thường cho thêm giấm hoặc là chanh để nước phở nhạt hơn. Tuy nhiên thì bà con phải biết rằng đây cũng chỉ là cách để đánh lừa vị giác của chúng ta, khiến chúng ta nạp thêm nhiều muối hơn mà không hề hay biết. Và sai lầm thứ 5 là người mắc bệnh về đường tiêu hóa vẫn ăn nhiều bún phở là một điều cực kỳ độc hại đối với sức khỏe. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, bún hay là phở là những nhóm thức ăn không thích hợp đối với người có bệnh ở đường tiêu hóa. Đặc biệt là những người mắc bệnh về đường tiêu hóa có thể kể đến như là chứng khó tiêu, đầy hơi, dạ dày, viêm loét đại tràng, tá tràng, v.v. Nếu thường xuyên ăn bún phở sẽ khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn. Lý do là bởi bún được làm từ bột gạo, ngâm với nước trước khi làm khoảng 1 ngày để bột có thể nở ra. Trong khi thời gian ngâm thì bột sẽ bị lên men, tạo ra vị chua. Ngoài ra thì những người mắc bệnh về đường tiêu hóa, nếu ăn quá nhiều bún hay là phở sẽ dễ bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu và cực kỳ độc hại đối với dạ dày. Và khi mà ăn bún thì bà con nên hạn chế việc sử dụng các nước bún phở để hạn chế việc nạp muối vào cơ thể của mình. Mỗi lần ăn bún phở đối với người trưởng thành thì chỉ nên ăn khoảng 180 đến 190 gram trên một ngày. Khi ăn thì bà con hãy nhai chậm rãi, nhai kỹ để tránh hại niêm mạc dạ dày, giảm gánh nặng và thời gian làm việc của dạ dày. Không ăn bún phở quá nóng và hãy để bún phở nguội bớt trong khoảng dưới 50 độ C rồi mới ăn. Những người đang bị bệnh về đường tiêu hóa nên hạn chế ăn bún phở để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và cả gia đình. Phụ nữ sau khi sinh cũng nên hạn chế ăn bún phở và thay vào đó là hãy chọn các thực phẩm giàu dinh dưỡng như cá hồi, thịt bò, thịt lợn, sản phẩm từ sữa ít béo, trứng, trái cây và rau xanh. Hy vọng rằng với những chia sẻ của chúng tôi trong video ngày hôm nay sẽ mang đến cho bà con những kiến thức thật sự hữu ích đối với sức khỏe. Chúc bà con luôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. An tâm sống khỏe cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình.